Con xin đọc câu hỏi của hành giả Sita. Khi con thiền, thỉnh thoảng con cảm thấy bứt rứt, như chuyển tay lên chân hay đan tay nhiều lần. Vậy con đang mắc lỗi gì không ạ? Khi mà mới ngồi, tâm nó chưa an ấy, nó chưa được định tĩnh thì cái trạng thái đấy là chạo cử, chạo hỗi, chạo cử phóng dật ấy. Nó không được năng xăng, nó không năng xăng như vậy là do cái tâm mình nó bị loạn, do mình không có phòng hộ các căn. Có thể là do thân tâm mình nó bị chạo chạo cử, do mình sống do hàng ngày mình để cho cái thân này nó vận động nhiều, những cái vận động về mạch nhiều quá, cho nên khi ngồi nó không an, nó quen với cái sự chạo cử rồi, với cái năng xăng rồi. Hoặc là một cái người mà thân không được phòng hộ hay là khẩu không được phòng hộ, nhưng một cái người nào nói chuyện nhiều quá khi ngồi nó cũng bị năng xăng như vậy. Ý không được phòng hộ hay các căn không được phòng hộ, như là một cái người mà mình sống các căn nó không phòng hộ môi trường động, mình hay tiếp xúc với những cái môi trường động nhiều quá thì thân tâm mình nó không được an, nó không có cái sự khinh an, cho nên là lúc ngồi thiền là nó hay có cái chạo cử phóng dật như vậy. Thì muốn cho nó không bị chạo cử phóng dật như vậy nữa thì mình cần phải phải giữ giới một cách cao độ hơn, giữ giới về phòng hộ các căn nhiều, giữ giới nuôi mạng thanh tịnh nhiều, nên thân tâm mình phải giữ những cái oai nghi tề chỉnh đi đứng nằm ngồi để cho nó nhẹ nhàng khinh an nhiều, thì khi lần sau ngồi nó sẽ an ổn hơn. Tức là nên chú trọng vào việc giữ giới một chút nữa thì đến lúc ngồi nó sẽ bớt đi những cái chạo hối, chạo cử phóng dật đấy đi. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh Tâm. Ở địa phương con thường có phong tục trong những ngày đám ma, cưới hỏi, xây nhà, người dân đến chùa nhờ các sư xem ngày tốt xấu. Việc này đã được truyền thừa qua nhiều thế hệ tu sĩ và người dân. Con nhận thấy rằng việc này không đúng với tinh thần của Phật giáo. Dạ, thưa sư, con cần làm gì để chấm dứt và chuyển hóa tình trạng mê tín này ở chùa ạ? Này chấm dứt được hay không là do cái vị các cái vị sư sống ở cái chùa đấy có chấm dứt hay không. Một là có những vị sẽ không dám chấm dứt bởi vì không dám làm trái với lại những cái tục lệ của dân, bởi vì quá lâu năm, quá lâu đời người ta đã như vậy rồi. Người ta đã có cái quan điểm là thầy chùa buồn nàng, có cái việc gì cũng đã hỏi xem ngày giờ tốt xấu để làm việc này việc kia. Và tự nhiên một cái vị thầy tu trong giáo pháp của Đức Phật lại trở thành giống như một cái vị thầy thiên văn địa lý, hay là một thầy tướng số, hay là một cái thầy bói vậy. Và cái pháp ấy là pháp mà Đức Phật cấm chỉ, cấm kỵ, cấm đoán, không cho phép làm. Nhất là cái người nào mà làm việc ấy rồi mà lại còn đi lấy tiền để sống bằng cái nghề ấy, giống như một cái sự hành nghề, thì đấy sẽ rơi vào tà mạng tuyệt đối luôn. Còn dù làm cái nghề đấy, cái việc đấy mà mình không vì phải là vì kiếm miếng ăn mà làm việc ấy, vì phục vụ cái đời, vì phục vụ thế gian, vì chiều theo thế gian, thì nó cũng ảnh hưởng đến cái đời tu tập của vị ấy. Nó ảnh hưởng vào cái tâm lý của vị ấy, vì vị chưa giác ngộ làm những cái việc ấy sẽ bị tà kiến, đến một lúc nào đó vị ấy cũng sẽ tin vào những điều ấy, tin vào những cái tà kiến ấy, thì vị ấy sẽ rơi vào giới cấm thủ. Nên là có những vị nào mà có thể bỏ đi được thì tốt nhất là do bỏ đi được thì cứ ai mà hiểu ra được điều ấy thì mình phải mạnh mẽ lên tiếng tuyên truyền phổ biến để thức tỉnh cho mọi người không nên làm như vậy nữa thì tốt đẹp hơn. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Lê Văn Thêm. Phật tử tại gia chúng con nếu có cha mẹ mất thì nên làm gì để phù hợp với chánh pháp ạ? Mà có người thân qua đời thì mình hãy tùy theo khả năng của mình làm những cái việc phước lành để hồi hướng những cái công đức, những phước lành ấy cho
những người thân đã mất, những phước lành ấy mình hãy tìm ra từ những nguồn sinh phước, từ những cái tâm thành kính, tức là mình cung kính đảnh lễ Phật pháp tăng. Thì cái tâm cung kính ấy, phước tạo ra từ sự giữ giới, thọ trì tam quy ngũ giới, bát quan trai giới. Phước tạo ra từ sự nghe pháp, từ tụng kinh, từ sự cúng dường tam bảo, từ sự tu tâm của mình. Mỗi người thì theo khả năng của mình mà tạo những cái phước thiện ấy, rồi hồi hướng những công đức phước lành ấy cho những người đã mất, cả những thân bằng quyến thuộc, cha mẹ hay là ông bà tổ tiên. Thì cứ hồi hướng chung chung như thế. Có ai còn ở những cái kiếp sống phi nhân quỷ thần thì hoan hỷ với phước ấy mà được sinh về cõi này. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Hòa Phạm trên Zoom. Con chỉ thiền vào khuya an tĩnh thì mới nhận được trạng thái hỷ lạc khinh an, còn ban ngày con bị phóng dật nhiều, con có cần chú trọng vào năm giới hơn không ạ? Thì nếu như mình ngồi giờ nào mà thấy nó an thì cứ ngồi nhiều vào giờ đấy. Thì như thế thì do ban đêm mình bớt những công việc đi rồi, cho nên nó an, ban ngày bận mãi với công việc nên nó năng xăng. Thì những cái lúc năng xăng ấy mình cũng cố gắng, nếu như có thời gian vẫn cứ cố gắng ngồi một chút xíu. Còn những cái lúc nào mình cảm thấy nó thảnh thơi nhất, nó an vui nhất thì lúc đấy sẽ ngồi, nó sẽ có kết quả tốt nhất. Thì cái thời đấy hay đấy là cái thời chính cho cái công phu thực hành hàng ngày. Con xin đọc câu hỏi của hành giả David. Con nhận thấy con người thường hành xử theo cảm tính. Khi thích thì đối xử tốt, khi không thích thì trở mặt hoặc nói xấu sau lưng. Ngày nay sự lừa gạt xảy ra nhiều, vì vậy con hay đề phòng và không thể chơi thân với ai ngoài gia đình. Liệu tâm nghi ngờ này có cần phải sửa đổi không ạ? Sự nghi ngờ này có phải là một trong năm kiết sử đầu tiên, hoài nghi, giới cấm thủ, hôn trầm, thủy miên và trạng hối không ạ? Thì Đức Phật dạy rằng không tìm được bạn đường hơn mình hay bằng mình, thà quyết sống một mình không bàn bạn với kẻ ngu. Thì nếu như mà mình mà thấy rằng những người xung quanh là những người xấu, những người bất thiện, những người không có đạo đức, thì mình có thể sống một mình được. Đức Phật vẫn tán thán những người sống một mình, không sao hết. Sống một mình thì mình chuyên tâm tu tập cũng được. Nhưng nếu như mà mình không biết nhìn nhận người, thấy ai mình cũng nghĩ người xấu, thì đấy cũng là một cái thiếu sót. Thì sẽ có ở trên đời có những bậc thiện tri thức, có những bậc chân nhân, có những bậc mà đáng để cho mình thân cận, để cho mình học hỏi. Nếu như mình muốn tiến bộ, mình cũng không thể tự mình thì nó sẽ tiến bộ sẽ chậm. Nếu như có những người cao tốt hơn mình, có những người có những cái thiện trí thức cao hơn mình, thì mình cũng vẫn phải có cái tâm đó là học hỏi. Mình cũng không được có một cái nhìn nhận một chiều đó rằng là tất cả mọi người trên đời đều xấu xa, không ai đáng để cho ta thân thiện. Hiểu như vậy đấy cũng là một cái chấp thủ, một cái tà kiến. Và mình phải biết rằng nếu như có những cái người nào người ta có giới hạnh, có đạo hạnh, có trí tuệ đáng để cho mình thân cận thì mình thân cận, còn nếu không thì mình hãy nương tựa vào pháp. Thì bây giờ giáo pháp chính là người bạn hiền tốt nhất, là cái người bậc chân nhân tốt nhất. Mình có thể nương tựa vào giáo pháp, nương tựa vào chính công phu tu tập của mình thì cũng được. Nhưng không nhất thiết là mình phải thân cận với những người mà mình cảm thấy không tin tưởng. Nhưng mà đấy không phải là hoài nghi trong cái thân kiến hoài nghi giới cấm thủ gì cả. Hoài nghi là khi nào mình nghi ngờ những cái sự thật ấy, mình nghi ngờ Phật, nghi ngờ Pháp, nghi ngờ Tăng, nghi ngờ nghiệp và nhân quả thì đấy mới là hoài nghi. Chứ còn mình hoài nghi những người ở trên đời, đó là cái vì có thể mình đã gặp rất là nhiều cái người mà người ta làm mình mất niềm tin rồi, thì mình có thể hoài nghi được.
Chi nhân, chi diện, bất chi tâm, mình không thể biết được ai người tốt, người xấu, thì mình có thể hoài nghi. Nhưng mà mình cũng vẫn phải có một cái niềm tin, đó là trên đời vẫn có những bậc chân nhân, vẫn có người tốt, chứ không phải ai cũng xấu hết. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Khổng Đức Mạnh trên Zoom. Kính bạch sư, cõi vô tưởng thuộc cõi nào trong dục giới, sắc giới hay vô sắc giới ạ? Vô tưởng là thuộc về cõi sắc giới, nên cõi phạm thiên tứ thiền. Cõi tứ thiền này có hai cõi quảng quả thiên, và một cõi vô tưởng thiên, thì đấy thuộc về cõi sắc giới. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Lê Thị Kim Em. Trong lúc con ngồi thiền niệm hơi thở khoảng 1 giờ, con thấy một vị lam đến gần, quỳ trước mặt con khoảng 15 phút. Vị ấy mặc trang phục giống như tượng chư thiên ở chùa, với màu da giống như xanh dương lợt và xanh lá. Liệu con có phải đã gặp chư thiên không ạ? Nếu mà gặp như vậy thì đấy cũng là một bất hạnh, không phải là cái tự hào tự mãn gì cả, chẳng chư thiên nào đến chuyện phá hoại người đang tu tập. Và đấy là một cái ảo tưởng lớn của mình, một cái ảo tưởng không nên nghĩ như vậy. Khi mà mình ngồi thiền, mình tập trung, cái tư tưởng nó rất là mạnh, cái lúc đấy mình chỉ cần tưởng ra cái gì tự nhiên nó hiện hình đấy ra giống như thật ấy. Và mình nhận ra được đây là vọng tưởng, đây là ảo rồi, rồi mình lại thì lúc đấy mình sẽ rơi vào ảo tưởng, và cái ảo tưởng đấy không được dứt bỏ ngay thì cái con đường tu tâm của mình đã bị đi sai, đã bị đi lạc, đã rơi vào tà đạo, từ chánh đạo đi sang tà đạo, nó chỉ từ một cái nhận định đúng sai như thế thôi. Nên là lần sau nhớ hãy quên đi, hãy dứt bỏ đi, và lần sau thấy một cái hình ảnh gì nó xuất hiện, gạt ngay nó đi, buông ngay nó đi, không được hướng tâm vào đấy, không được đi theo những cái cảnh ấy. Tất cả những cảnh ấy đều là giả hết, đều là cái tưởng của mình hết, do mình tưởng tượng ra thôi. Và mình hãy nhận ra là đây là giả tưởng, đây là ảo tưởng, cần phải thoát ra, cần phải dứt bỏ để tránh rơi vào loạn tưởng sau này. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Thu Thủy trên Zoom. Kính bạch sư, con là giáo viên, khi thực hành thiền giải tâm từ, con có thể giải tâm từ đến các học sinh không ạ? Có nên nên giải tâm từ đến các học sinh thì mình sẽ có cái lòng từ ái giống như một cái người mẹ hiền, giống như người cha cha hiền đối với này, những hàm học sinh đó. Và mình giải tâm từ đến tất cả những người đồng nghiệp, những người thân, những người xung quanh, rồi từ gần đến xa, đến tất cả chúng sinh vô biên. Cái tâm từ của mình nó không nên giới hạn bởi một vài người, một số người, người thân, người gần mình, mà nó nên được mở rộng đến vô lượng vô biên, cả những chúng sinh ở gần, ở xa, ở cao, ở thấp, yêu quý hay là ghét bỏ, đều nên giải tâm từ hết. Thì đấy mới gọi là tâm từ vô lượng vô biên mới tốt. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Cẩm. Người nữ không nên ngồi thiền kiết già phải không ạ? Cái này thì Đức Phật chế cái giới với các tỳ kheo ni, còn người nữ thì ngồi kiết già cũng được, mà nếu như mình cảm thấy ngồi kiết già nó hợp thì ngồi, mà không thì ngồi bình thường cũng được, không sao. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Đăng Liệm. Trong một lần thăm nhà một chị bạn đạo, con gặp một sư cô trẻ tuổi đang tu thiền và bị viêm bao tử dai dẳng. Sư cô đã điều trị 1 năm nhưng vẫn chưa khỏi hẳn. Con đã khuyên sư cô nên chia thức ăn thành nhiều bữa thay vì ăn 1 lần để tránh đau và có khi ói ra không tiêu hóa được, dẫn đến sức khỏe không tốt. Nhưng sau đó con tự hỏi liệu con có đang khuyên sư cô phá giới ăn phi thời không ạ? Nếu đúng như vậy, con có phải vô tình gây tội không ạ? Con biết rằng trong tu tập, chịu đau cũng là một hình thức trải nghiệm. Nếu mà ăn vào cái giờ mà nó chưa phải là sau giờ đứng bóng thì nó vẫn không phải ăn phi thời. Cũng như là từ buổi sáng đến trưa mình có thể ăn thành nhiều thời được. Còn sau buổi chiều
thì vẫn, nếu mà người có bệnh thì vẫn được dùng những cái thức ăn nó liên quan, nó là những cái dược phẩm, có những thức ăn nó thuộc về dược phẩm thì mình vẫn có thể dùng được. Con xin đọc câu hỏi của Phật tử. Trong ba hạng người tam nhân, nhị nhân, vô nhân thì người đồng tính thuộc hạng người nào ạ? Và tại sao không có người nhất nhân ạ? Người vô nhân đấy là người người đồng tính thuộc vào người vô nhân. Vì trong cái nội tâm nó không có cái nội tâm thuộc về nhất nhân, có tham sân, vô tham vô sân nó đi với nhau. Ở đôi khi nó kèm với vô si hoặc không có vô si. Còn người tâm vô nhân là bởi vì căn cứ theo những cái tâm tâm sở, những cái pháp chân đế thì cái tâm thọ xả, cái tâm quan sát thì nó chỉ có 11 đến 12 tâm thôi, thì trong đó nó không có vô tham, nó không có tham, không có tham sân si, mà nó không có vô tham vô sân vô si. Cái người mà sinh vào cái tâm 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 si hoài nghi, si hoài nghi thì nó có mỗi tâm si vô tham vô quý phóng dật si. Thì cái chúng sinh đấy thì là nhất nhân. Nhất nhân thì sinh vào cõi ác, nhất nhân với thì sinh vào cõi như địa ngục, quỷ súc sinh thì mới có, chứ còn đã sinh lại là một người thì không có, chỉ có vô nhân hoặc nhị nhân hoặc tam nhân thôi. Con xin đọc câu hỏi của hành giả trên YouTube. Con mới thực tập thiền nhưng thường bị hôn trầm. Vậy con có nên tiếp tục thiền quán hơi thở hay có cách nào đối trị hôn trầm không ạ? Do mình để tâm nhẹ quá nên nó hôn trầm. Nếu mà muốn nó bớt hôn trầm thì nên niệm sự chết một lúc cho nó kinh cảm đi, cho nó phấn chấn đi. Niệm thân thì chắc chắn ta sẽ chết, mạng sống thì không chắc chắn, còn cái chết thì chắc chắn, thì mình hình dung cái thân mình giống như một cái xác chết thật. Cứ niệm chết 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 chết, niệm như vậy nhiều ngày. Một lần đầu tiên thì nó thể nó chưa có kết quả, nhưng mà thường xuyên thực hành như vậy rồi dần dần tự nhiên mình cảm thấy là cái cuộc sống, mạng sống nó rất là mong manh, vô thường giả tạo. Và khi nào mình khởi lên cái tâm là ta phải nhanh chóng tu tập, không có cuộc đời ngắn, cái chết nó có thể đến bất cứ lúc nào. Thì đến cái lúc mà mình khởi lên được cái kinh cảm, cái nhàm chán, cái tâm mong muốn được giải thoát, cái tinh cần nó phát khởi lên, thì lúc đấy cái hôn trầm nó sẽ ít đi. Thì tự nhiên là nó khi ngồi thiền nó rất là tỉnh táo, sáng suốt. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Chân Ấn. Đức Phật dạy rằng cả thịt được xem là thanh tịnh khi đáp ứng ba điều kiện: không thấy, không nghe và không nghi ngờ. Vậy tại sao chùa Phúc Minh vẫn chọn ăn chay trong khi cả thịt tam tịnh nhục được Đức Phật xác nhận là thanh tịnh ạ? Thì trong các chùa nguyên thủy, các chùa phát triển vậy, có chùa ăn chay thì cũng có chùa ăn mặn, có chùa ăn thịt cá. Nhưng ăn nếu mà đã ăn thịt cá thì phải ăn theo tam tịnh nhục, không thấy, không nghe, không nghi. Nhưng mà có một số chùa ăn chay thì đó cũng là vì một đó là cái sở thích của một số người thích ăn những cái vật thực món chay, hoặc là một số thì ăn chay cũng là để tránh nhờ cho những cái thí chủ cúng dường người ta không hiểu sâu sắc về luật, người ta có thể sẽ phạm giới. Ví dụ như các cái thí chủ mà cúng dường mà người ta đặt trước cái món ăn đấy, người ta sẽ đặt cái nhà hàng ngày mai làm cho tôi món này món kia, rồi vì cái sự đặt trước như vậy cho nên là có nhiều người người ta sẽ sát sinh ấy, thì không trực tiếp nhưng vẫn rơi vào gián tiếp. Vậy nên là cái việc ăn chay nó vẫn bớt đi cho những người thí chủ, người ta có thể sẽ bị gián tiếp phạm giới, rơi vào cộng nghiệp sát sinh, nhưng mà họ không biết. Cho nên đấy là một cái lý do. Cũng có một cái lý do nữa về cái việc ăn chay nữa, đó là để cho nó phù hợp với cái văn hóa của dân gian, cái quan điểm của dân gian. Vì đại đa số mọi người ở trong dân gian người ta nghĩ rằng là các nhà sư đã đi tu rồi thì phải ăn chay thì mới là có lòng từ bi, chứ ăn mặn thì là cái người đấy vẫn không có lòng từ bi.
vì có cung có cầu thì mới có cung, có ăn thì có người ta mới làm, người ta mới giết. Và chính vì vậy cho nên là có nhiều người ở trên đời, người ta cứ thấy một vị sư ăn mặn là người ta chỉ trích, người ta chê trách, người ta nói những cái lời bị xúc phạm. Vì vậy nên là có những chùa sẽ chủ yếu là nấu ăn chay để nó phù hợp với cái văn hóa ở thế gian. Thì nó có nhiều cái nguyên nhân như vậy, cho nên là ăn chay hay ăn mặn thì nó cũng tùy duyên. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh Khang Sita. Nếu con đang y chỉ một vị sư để học đạo, nhưng thấy vị đó có giới hạnh không trong sạch, dù khéo che giấu và sau này bị tố giác, khiến con cảm thấy phiền não rồi quyết định rời đi. Liệu con có phải là vô ơn khi rời bỏ thầy, tổ trong lúc khó khăn không ạ? Không sao hết, nếu như mà thấy rằng vị ấy có những cái giới hạn mà mình mất cái niềm tin, mất sự tôn trọng cung kính, mình có thể rời đi, không sao cả. Vì cái mục đích của mình đi tu không phải là y vào một vị thầy, mà mình y vào pháp, y pháp bất y nhân. Nên để mình có thể học pháp ở cái vị ấy, và mình hãy trân trọng cái pháp mà mình đã học được, mình tri ân vị ấy vì mình đã học cái pháp của vị ấy. Còn cái vị thầy có lúc tốt, có lúc xấu nhá, chứ không phải là lúc nào vị ấy cũng sẽ tốt mãi. Có thể hôm nay vị ấy tốt, mai vị ấy xấu, không phải là vị ấy xấu mãi, có thể hôm nay xấu và mai vị ấy tốt. Vậy nên là không nên nhìn vào cái vị thầy đấy, mà nên nhìn vào cái pháp mình đang tu tập, mình học pháp rồi mình thực hành theo pháp ấy, và mình nương tựa vào cái pháp ấy ở chính nơi mình. Mình xấu mới sợ, còn người khác xấu không đáng sợ. Mặc kệ người ta. Mình ở gần thì cũng chẳng xa, mình đi cũng chẳng vấn đề gì. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Lê Huỳnh Thu Ngân trên YouTube. Dạ thưa sư, có cái biết nào mà mình không thể mò, đụng hay xúc chạm đến bằng trí thức không ạ? Cái biết mà mình không đụng được bằng trí thức. Cái thức nó chính là cái biết rồi. Cái thức, thức là biết mà. Cái biết nào mà mình không thể đụng được bằng thức? Đó là những cái biết mà mình chưa đạt đến ấy, thì mình không thể đụng được. Mình chưa đụng đến. Nhưng mình chưa vào các tầng thiền, mình sẽ chưa có cái thức của tầng thiền ấy, mình chưa biết nó như thế nào. Đấy là cái mà mình chưa đạt đến rồi. Nhưng khi nào mình thực hành được rồi, mình sẽ đạt đến. Khi nào mình chưa chứng được các đạo quả Niết Bàn, mình chưa biết Niết Bàn nó như thế nào. Đấy, thì đấy là cái mà mình chưa đạt đến. Và hay là cái trong một cái trạng thái thiền diệt, không còn thức nữa. Đấy là cái mà nó không có đạt đến. Hay là khi mà một cái vị A-la-hán hay một vị Phật nhập Niết Bàn rồi, thì sẽ như thế nào? Đấy là cái mà cái biết của mình không đạt đến. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Lạc Gia Nhi. Khi con dâng cúng dường cho một vị tỳ kheo và được tán dương, con cảm thấy rất hoan hỷ. Nhưng nếu sau này con chỉ nhận được sự đồng ý, sa đu mà không có sự khen ngợi, liệu tâm con có nuôi dưỡng sự bất thiện như ngã mạn không ạ? Và việc vị tỳ kheo khen ngợi cư sĩ cúng dường như vậy có đúng pháp không ạ? Nếu mà ca ngợi sự cúng dường, ca ngợi sự cúng dường xong rồi, thường thường vị tỳ kheo sẽ tụng kinh chúc phúc, đôi khi cũng có thể nói một cái bài pháp để tán thán, để khích lệ cho vị ấy tăng trưởng cái đạo tâm. Còn một cái vị mà ca ngợi với cái tâm nịnh bợ, mong muốn được cúng dường lần sau ấy, thì đấy là tà mạng, cái vị ấy sẽ rơi vào tà mạng. Và một cái vị tỳ kheo sẽ hạn chế, thường thường một cái người có cái lòng tự trọng thì người ta sẽ không có ca ngợi trực tiếp cái người cúng dường ấy, người ta chỉ tụng kinh chúc phúc hoặc là người ta nói những cái lời pháp của Phật thôi. Đức Phật dạy cúng dường như thế sẽ có những cái công đức phước lành như thế, đôi khi người ta cảm kích, người ta có cái lời nói tri ân cảm tạ đến cái người mà đã giúp đỡ hay cúng dường đến vị ấy, thì cái điều đó là được.
Nhưng mà nó không được xuất phát từ cái tâm nịnh bợ ca ngợi với cái mục đích. Mục đích là để lấy lòng, và mục đích là để cho cái vị ấy cúng dường nhiều hơn nữa. Thế thì nó còn tùy theo những cái vị, những cái ca tụng như thế nào cơ, hay là tán thán như thế nào, hay khen ngợi như thế nào. Và có cái thì tán thán đúng, có thì được phép, có cái tán thán mà có cái dụng ý xấu xa ở trong đấy thì không tốt. Con xin đọc câu hỏi của hành giả trên YouTube. Con là người mới tập thiền, vậy con có thể thực hành thiền ca si lá kết hợp với thiền hơi thở được không ạ? Ca xin lá ra ca xin lá, hơi thở ra hơi thở. Khi nào mình thực hành thành tựu một pháp này thì hãng chuyển sang pháp khác, hoặc là thực hành một pháp này rất lâu ngày rồi nó chưa thành tựu thì hãng chuyển sang pháp khác. Nhưng mà thực hành thiền hơi thở một thời gian rất dài mà không có kết quả thì có thể chuyển sang hành ca si lá. Hoặc là thực hành ca si lá một thời gian rất dài không có kết quả thì chuyển sang hành thiền định, hành thiền hơi thở. Hoặc là hành đã thành tựu với thiền hơi thở rồi thì hành tiếp đến ca si lá. Hoặc đã hành thành tựu với ca si lá rồi hành tiếp đến thiền hơi thở. Chứ không thực hành song song, mới khởi đầu mà đã thực hành song song hai pháp đấy thì nó không đi đến đâu cả. Có khi là sẽ không đạt được cả hai. Nên chuyên vào một cái, chuyên sâu, chuyên nhất, nhất tâm vào một pháp thôi. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuấn. Con tự học thiền niệm ơn Đức Phật. Khi ngồi thiền, con niệm rằng Đức Phật là bậc ưng cúng, xứng đáng nhận mọi sự cúng dường từ trời, người. Ngài là bậc chánh biến chi, hiểu biết tất cả các pháp thiên trên thế gian. Ngài là bậc minh hạnh túc với trí tuệ và đức hạnh đầy đủ. Con niệm như vậy có đúng không ạ? Có đúng. Thì nhớ hướng tâm đến hình ảnh Đức Phật, niệm như vậy và suy xét đến cái ý nghĩa của mỗi một cái ân đức ấy, như vậy thì được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Yến Ngô trên YouTube. Phật tử đã quy y Tam Bảo và muốn thọ ngũ giới thì có cần phải có các thầy thọ giới hay có thể tự mình thọ giới được không ạ? Nếu mà có một vị thầy truyền thọ cho mình thì cái đạo tâm của mình nó mạnh hơn, nó vững chắc, nó kiên cố hơn. Nếu mình gặp một vị giới sư truyền thọ thì mình nên thọ từ một vị giới sư ấy để cho cái giới của mình nó được mạnh mẽ, vì có thầy thì bao giờ cũng sẽ tốt hơn là không có thầy. Còn nếu mà trong cái trường hợp mình sống ở một cái vùng đấy nó không có thầy nào truyền thọ cho mình thì mình hẵng đối trước Phật mà thọ. Có những người mà đã nghiên cứu kinh điển, hiểu sâu về giữ thế nào là ngũ giới rồi, thế nào là Phật, thế nào là Pháp, thế nào là Tăng, và mình có đức tin trong sạch. Nhưng mà mình không có một vị thầy nào để truyền thọ cho mình thì lúc đấy mình hẵng tự mình truyền thọ trước trước Tam Bảo, trước tranh ảnh Đức Phật cũng được chứ không phải không được. Nhưng mà nếu như khi nào mình gặp một cái vị thầy nào đấy thì mình nên xin nhờ sư hãy truyền thọ cho con tam quy ngũ giới, thì cái đạo tâm nó sẽ tốt hơn, nó tăng trưởng nhanh chóng hơn. Con xin đọc câu hỏi của anh giả Mạnh Khổng. Người làm nghề tà mạng sau khi nghe từ chánh pháp và từ bỏ nghề đó giữ giới, nhưng đa phần tài sản của vị đó có được từ nghề tà mạng cũ. Khi vị ấy đi bố thí và cúng dường thì vật phẩm cúng dường đó có được xem là thanh tịnh không ạ? Khi mà cái nghề tà mạng nó còn tùy theo từng cái nghề. Khi mà mình đã tạo một cái nghề gì bất thiện là cái nghiệp đấy nó đã là nghiệp bất thiện rồi. Chứ còn khi mà mình chấm dứt, mình đã sám hối, đã từ bỏ cái nghiệp bất thiện ấy rồi thì lúc ấy mình đã nhận ra cái này là cái pháp bất thiện rồi, thì sau đó mình hướng tâm đến làm những cái thiện nghiệp, làm những cái thiện pháp, làm những cái công đức thì đó sẽ là một cái thiện nghiệp và đó là một cái điều đáng làm. Thì những cái này nó còn tùy theo cái sự nhận định của mình thôi. Mình nhận định rằng những cái
tài sản mà mình đang có đây là do những cái nghiệp bất thiện mình đã tạo trước kia. Nhưng đó trên một cái danh nghĩa hiện tại bây giờ thì nó là tài sản của mình. Mình dùng nó để làm những cái việc phước, như như mình bố thí, nó vẫn có phước bố thí. Mình giúp ai nó vẫn là có cái phước của cái việc đó. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tường Vi. Từ khi sinh ra, con đã được mẹ đưa đi quy y Tam Bảo và có pháp danh. Nhưng từ đó đến năm 20 tuổi, con sống như người vô thần, nên sự quy y không thành tựu. Nay biết đến Phật giáo Nguyên Thủy, con muốn quay về lương tựa Tam Bảo, nhưng những vị chân tu mà con ngưỡng mộ lại ở rất xa, khiến con không thể quy y được. Con mong muốn pháp danh của mình là tiếng Bali, không phải chỉ vì tên đẹp mà vì con muốn nó gần gũi với ngôn ngữ của Thế Tôn và được một vị giới hạnh đặt cho. Vậy con có nên chờ đến khi có thể sắp xếp gặp những vị ấy hay kiếm một nơi khác để quy y ạ? Nếu như mình có cái tâm cầu đạo như vậy thì mình hãy đi đến một cái vị thầy nào đấy để mình xin thọ như vậy. Mình nói ra cái tâm nguyện y như thế với cái vị sư đấy, vị ấy sẽ truyền thọ cho. Một là đi đến gặp trực tiếp, hai là như thời bây giờ dễ, có thể thọ qua mạng internet đều được, thọ qua điện thoại cũng được, qua Zoom cũng được hết. Đọc câu hỏi của hành giả. Khi mình chơi chứng khoán, lựa mã và lựa giá thấp để bán giá cao thì có được xem là chánh nghiệp không ạ? Thì đấy là nếu đó là cái công việc làm ăn của mình ý, thì cái này nếu mà đã là buôn bán thì nó phải có cao có thấp, nhưng mà mình đừng có cái ý đó là chiếm đoạt tài sản của ai, đừng có làm cái việc bất chánh, đó là trộm cắp của ai, chiếm đoạt của ai. Còn mình làm với cái công việc đấy là cái công việc làm ăn buôn bán thì nó như vậy, nó phải có lời có công như vậy thì nó vẫn là cái công việc chính đáng. Chỉ trừ khi mình buôn bán bất chánh thì nó mới rơi vào tà mạng. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tường Vi. Tăng Bảo có bao gồm các vị phàm tăng không ạ? Con đọc thấy có chỗ nói rằng Tăng Bảo chỉ gồm các vị thánh tăng, nhưng cũng có chỗ nói cả phàm tăng. Khi xét về ân đức của Tăng Bảo thì đây là những phẩm hạnh chỉ có ở nơi các vị thánh tăng mới có, đúng không ạ? Khi mà một vị xuất gia hợp pháp, vị ấy sẽ là một vị tăng. Vị tăng thì có phàm tăng, có thánh tăng. Vậy thì dù đó là một vị phàm cũng vẫn là tăng. Nhưng mà khi mà niệm ân đức tăng thì các cái ân đức ấy đều là ân đức của các bậc thánh tăng. Những vị thiện lành, ngay thẳng, chân chánh, chứng đắc được tứ thánh đạo, tứ thánh quả, bốn đôi tám chúng ấy mới đáng là bậc đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở trên đời. Đấy, thì những vị phàm tăng thì đôi khi sẽ còn có tốt có xấu và chưa thể đặt niềm tin tuyệt đối được. Đôi khi vị ấy sẽ còn thay đổi, có thể vị ấy sẽ hoàn tục, hoặc vị ấy sẽ làm những việc bất thiện, hoặc vị ấy sẽ tà kiến. Lúc nào mình không biết được. Còn một vị mà đã vào dòng thánh tăng rồi thì vị ấy sẽ không còn thối đọa thối thất nữa, mà vị mỗi ngày sẽ chỉ có cao thượng hơn lên, thì đáng để được nương tựa. Đấy là bậc phước điền vô thượng ở đời. Thì khi mà mình niệm đến ân đức tăng thì ân đức tăng thì là toàn là ân đức của các bậc thánh tăng, mình hướng đến các bậc thánh tăng. Còn một vị phàm tăng cũng vẫn là tăng. Trong Phật Pháp tăng thì vẫn có cả thánh tăng và phàm tăng. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Hoa Phạm trên Zoom. Con thưa sư, mẹ con đã dính vào tưởng và bị tà kiến.
thường nói nhảm khi thiền. Con không biết làm sao để giúp mẹ. Con đã tu tập, cùng vợ và con gái đã xuất gia gieo duyên và con đã tìm được sự an lạc trong việc tu tập. Con muốn hồi hướng phước báo cho mẹ, thực hành thiền pháp, giữ giới, bố thí và cúng dường. Tất cả đều hồi hướng về mẹ. Như vậy có giúp mẹ con tĩnh hơn không ạ? Hay sư có biện pháp nào khác để chỉ dạy cho con ạ? Hồi hướng đấy không có tác dụng trong trường hợp này. Mà cái việc hành thiền mà nó cũng không phải là dễ. Nếu mà đã bị như vậy, bị ảo tưởng rồi loạn tâm như vậy thì cái hiện tại bước đầu bây giờ thì nên dừng lại, đừng có thực hành nữa, hoặc là thực hành những cái pháp thiền bảo hộ bình thường trước đi, rồi đừng có chuyên sâu vào một cái pháp định tĩnh cao quá, mà nên chuyển sang thực hành những pháp thiền như niệm Phật này, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, niệm về sự chết, niệm về những cái pháp tùy niệm thông thường này để vun bồi cái đạo hạnh, để vun bồi đức hạnh lên đã, rồi làm những cái việc như là nghe giảng pháp nhiều, giữ giới, nên làm những việc phước trước đi đã. Khi nào có những cái điều kiện thuận lợi nhất thì hãng chuyên sâu hành thiền, chứ hành thiền tự ý theo ý muốn của mình như vậy và nó sẽ lạc vào một cái tưởng nầm tưởng nào đấy, nên nó sẽ sinh lên những cái hiện tượng như vậy đó. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tường Mây. Những người sống bằng chiêu trò lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của người khác sẽ phải chịu quả báo gì ạ? Nếu kẻ lừa đảo dùng một phần tiền đó để bố thí và cúng dường chùa, liệu có được phước báo không ạ? Cái người ấy thì nó tùy theo cái việc làm ấy nó nặng hay nhẹ, cái tội đấy nó tội nặng hay tội nhẹ. Có những người làm nhưng mà cái tội nhẹ hoặc là làm xong rồi người ta sám hối. Nhưng cái việc ấy thì có thể sám hối được. Nếu mà sám hối rồi sau đó người ta tu tâm, người ta hướng thiện thì người ta vẫn không bị sinh về cõi khổ đau. Và có thể cái quả báo đấy sau này có thể người ta vẫn bị những cái nghiệp bất thiện làm cho người ta vẫn gặp những cái nỗi khổ đau ở tương lai. Nhưng mà nếu như về cuối đời người ta biết hồi tâm hướng thiện, quay đầu là bờ thì người ta vẫn thoát, không bị đọa vào cõi khổ. Còn nếu như người ta cứ duy trì, cứ làm cái việc đấy đến cuối đời mà người ta không biết hồi tâm hướng thiện thì sẽ đọa vào những cái đường ác, địa ngục, ác quỷ, súc sinh. Dù người ấy có làm phước, dù có dùng cái tài sản ấy làm phước, nhưng cái tâm không hướng thiện, không dứt bỏ, không sám hối, không ăn năn thì vẫn bị đọa. Còn nếu như mà người ta biết hồi tâm hướng thiện ấy, dứt bỏ, thấy cái nỗi nằm ấy, cái việc làm ấy là tội lỗi, sám hối từ bỏ thì người ta làm phước thì cái phước ấy nó mới có công, mới có nợ. Còn nếu như người ta không sám hối, không từ bỏ mà người ta có làm phước thì cái phước ấy nó không đáng kể gì, nó không đáng bao nhiêu mà vẫn bị cái quả báo ở tương lai rất là khổ đau. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Võ Thị Tường Vi. Con đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn hướng đi trong học tập. Bình thường con hay xem thần số học, nhưng nay con nương tựa vào Tam Bảo và không xem nữa. Vậy con nên làm phước như thế nào để giải quyết vấn đề này ạ? Thần số học là xem tướng số. Nên tin vào nhân quả, nên tin vào... cứ ngày nào mình nên giữ năm giới và mình tin là cái việc giữ năm giới của mình sẽ là nền tảng của tất cả những cái điều an lành, những cái điều hạnh phúc, những điều an vui. Không cần phải tin vào số hay lá số tử vi gì riêng gì cả. Chỉ thế thôi mà khi mình làm cái việc gì, mình phân biệt được ra đó là việc tốt hay việc xấu, việc thiện hay việc ác. Rồi mình hẳn là việc này nó tạo ra tội lỗi thì nên tránh, việc này nó tạo ra vô tội hay nó tạo ra phước lành thì nên làm. Con xin đọc câu hỏi của Phật tử. Loài dạ xoa sống sung sướng và hay đau khổ ạ? Trong các bài kinh con thường thấy dạ xoa đi lông nhông gây hại cho người khác, thậm chí còn thần thông để hại loài người.
con chưa thấy kể rằng loài này phải chịu đau đớn gì ạ. À. Swan là một cái tên chung cho các hàng phi nhân. Ví dụ một cái vị mà sinh là ngã quỷ cũng được gọi là dạ xoa. Một cái vị là chư thiên, các vị chư thiên cũng được gọi là dạ xoa. Thì có những vị chư thiên sống ở trên mặt đất này thì có những người người ta rất là hiền thiện, người ta hay giúp đời giúp người, thì đấy cũng là chư thiên thiện, cũng là dạ xoa thiện. Còn có những dạ xoa thì người ta rất là hung dữ, tướng mạo rất là ghê rợn, và đôi khi người ta cũng hay làm khổ người khác, thì đấy cũng là dạ xoa. Vậy thì dạ xoa cũng giống như cái tâm tánh của họ, cũng giống như con người trên đời đang ở đường bây giờ. Có thể là khi mình gặp khó khăn sẽ có những người tốt người ta giúp đỡ mình, nhưng mà cũng sẽ có người người ta sẽ cố tình lừa gạt mình, thậm chí người ta làm hại mình. Thì các hàng dạ xoa vậy, có đôi khi mình gặp dạ xoa tốt thì họ sẽ có lòng tốt với mình, có khi mình gặp dạ xoa xấu người ta sẽ làm việc xấu với mình. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Thu Thủy. Con không có nhiều thời gian để hành thiền tọa vì phải di chuyển nhiều trên đường đi làm. Vậy con có thể thực hành thiền đi như thế nào cho tốt nhất ạ? Nếu mà mình đi trên đường thì vẫn có thể thực hành được thân hành niệm. Khi đi biết mình đang đi, xong rồi vừa đi vừa quán ba hai thể trược, thấy rằng cái thân mình là ba hai thể trược nó đang đi, là bộ xương đang đi, là cái xác chết đang đi. Quán là cái thân tứ đại nó đang đi, gặp tất cả mọi sự vật hay con người gì trên đời cũng vậy. Thì mình quán mình là ba hai thể trược, mình quán họ ba hai thể trược, mình quán mình là xác chết, mình quán họ xác chết, quán mình bộ xương, mình quán mọi người mình gặp gỡ đấy là bộ xương, mình quán mình là tứ đại thì mình cũng quán mọi người đang đi trên đường mà mình gặp đây là tứ đại. Vậy vẫn có thể thực hành được những cái pháp thiền ấy. Mình khi về nhà mình thực hành một cái pháp thiền gì đó, rồi khi đi đường mình cũng cứ cố gắng giữ chánh niệm trên pháp thiền ấy, thì vẫn áp dụng được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tường Vi. Khi cúng dường một vật do tà mạng mà có cho vị có giới hạnh, liệu vừa có phước vừa có tội hay chỉ có tội mà không có phước ạ? Trong Tam Tạng Kinh hay các chú giải có đề cập đến vấn đề này không ạ? Thì khi mà làm cái việc ấy thì ví dụ như sát sinh rồi mình đem đi cúng dường một vị nào đấy, thì trong có cái bài kinh Đức Phật sẽ nói rằng vị ấy đã làm một cái việc phi công đức. Khi mình dắt con thú đi, đấy là tạo ra phi công đức rồi. Khi mình giết hại nó, làm nó đau đớn, la hét, sai người khác giết hại, đấy cũng là những việc phi công đức. Đó là những cái việc ấy, nếu như nó có công đức thì nó không đáng kể, không đáng kể gì. Mà cái việc tà mạng ấy sẽ đem lại cho mình những cái nỗi lầm nhiều hơn, những tội lỗi nhiều hơn là công đức. Chứ cũng nói là không có thì cũng không phải. Thì khi mà người ta cúng dường thì nó cũng sinh lên cái tâm thành kính, cúng dường nó cũng sinh lên cái tâm buông xả, hay là mình bố thí nó cũng có cái tâm thiện, nó vẫn sinh lên trong cái lúc đấy. Còn lúc mình làm việc bất thiện thì cái tâm bất thiện nó sinh lên. Vậy nên nó còn quan trọng ở cái nội tâm ấy. Nội tâm lúc nào mình khởi lên tâm thiện thì nó để lại nghiệp thiện, khi nào mình khởi lên tâm bất thiện thì nó để lại nghiệp bất thiện. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Đỗ Nhật Minh. Lúc bình thường con ăn chay, nhưng khi bị bệnh thì tâm thường xuyên nghĩ đến đồ mặn. Vậy tâm trạng này có phải là tâm bất thiện không ạ? Thì ăn chay cũng được, ăn mặn cũng được. Ăn chay mà mình ngã mạn ấy, mình nghĩ rằng ta ăn chay, ta cao thượng hơn người ăn mặn, thì đấy là bất thiện. Còn khi mà ăn mặn mình đắm nhiễm vào cái thức ăn mặn, mình tham ái với cái thức ăn đấy, nó cũng là bất thiện. Còn mình ăn trong cái tâm là không có tham, không có sân, không có si, thì đấy mới là vô tội. Còn nếu như ăn cái gì mà mình có tham sân si ngã mạn trong đấy thì nó đều có tội hết, chay mặn nó đều như nhau. Những cái con trâu con bò nó ăn cỏ đôi khi nó cũng húc nhau, nó tranh nhau cái miếng ăn đấy.
khi những cái con ăn thú ăn mồi đôi khi nó cũng đánh nhau, nó tranh nhau cái miếng ăn đấy. Thì đấy là có tham sân si ở trong cái ăn đấy, thì đấy là có tội. Còn chỉ khi nào mình ăn cái gì mình cũng coi nó là cái thức ăn để nuôi thân, nó là bất tịnh, nó là tứ đại, và mình không có tham ái chấp trước với nó thì là vô tội. Nên đừng bận tâm đến việc ăn chay ăn mặn. Đôi khi cái cơ thể mình nó mệt quá, nó muốn ăn cái thức ăn nó phù hợp hơn thì mình cứ ăn cho nó có sức khỏe để cho nó chóng khỏi bệnh. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh Bạch. Một người đi học nhưng gian lận trong thi cử để đạt kết quả cao thì người đó phạm tội, phạm giới trộm cắp hay nói giới nói dối ạ? Mà gian lận ở trong thi cử thì nó phạm vào cái giới là phạm vào cái gọi là không chân thật, phạm vào cái hạnh không chân thật, hiểu không chị? Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả, của Phật tử. Bạch sư, những người đồng tính tại sao lại bị như vậy? Họ gây ra nghiệp gì mà bị như vậy ạ? Cái người đồng tính bị như vậy có thể là do người ta, có thể là do người ta, nó cái quả của cái nghiệp tà dâm. Đôi người nói là cái người nào tà dâm có thể đọa địa ngục. Họ sinh làm người đồng tính cũng có thể có cái nghiệp của tương đa số là như vậy. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Võ Thị Tường Vi. Trước đây con không đi quy y nhưng đã tham gia bát quan trai giới do sư tổ chức. Vậy có được tính là con đã quy y Tam Bảo, chỉ chưa có pháp danh không ạ? Sau khi hết một ngày một đêm, con còn thọ năm giới của cư sĩ không hay đã xả hết tám giới ạ? Thì mình đã thọ, trước khi thọ bát quan trai giới là đã tam, là mình đã phát nguyện là đã đọc nên rồi, con xin quy Phật này, quy pháp, quy tăng ấy, đọc ba lần như vậy, cả Bali cả tiếng Việt, như thế là đấy là mình đã thọ tam quy rồi. Khi mình thọ bát quan trai giới, mình giữ một ngày một đêm, sau đó thì mình phải giữ năm giới, thì đó thì nó vẫn thành tựu nhé, tam quy ngũ giới vẫn thành tựu. Khi mình thọ bát quan trai giới cũng vẫn thành tựu tam quy ngũ giới. Còn pháp danh thì không sao, lúc nào xin sau cũng được, pháp danh không quan trọng. Thời Đức Phật có ai cần xin pháp danh đâu, mà sau này thì mới muốn để cho mọi người kiên cố đạo tâm, tăng trưởng đạo tâm thì mới đặt cho một cái tên pháp danh, một cái tên mà nó phải liên hệ đến một cái pháp môn tu tập nào đấy để thức tỉnh nhắc nhở mình hãy tinh tấn tu tập. Thì đấy là pháp danh có ý nghĩa như vậy thôi. Có được không có được không sao cả, cứ lo giữ giới ấy, cho tốt là được. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Đăng Niệm. Trường hợp những đứa trẻ khó sinh bị ngộp lúc chào đời vào những năm 90-92 với mẹ đau bụng 3 ngày và bác sĩ phải dùng máy hút ra, sau này học hành và làm bất cứ việc gì cũng chậm hơn bạn đồng trang lứa. Khi tu thiền thì tâm thường tán loạn và nhiều vọng tưởng. Liệu đây có phải là trường hợp vô nhân, khó tu và không thể chứng được đạo quả trong đời này không ạ? Cái trường hợp này không thể biết được. Cái có những người thì do bị cái tai nạn nào đấy, rồi người ta nó ảnh hưởng đến sức khỏe, nó ảnh hưởng đến tinh thần, ảnh hưởng đến tâm lý, đến trí tuệ, thì nó vẫn có như vậy. Thì cái trường hợp đấy nó không phải là do cái nghiệp, cái lúc tục sinh. Còn có những người thì là do cái nghiệp lúc tục sinh thì mới chính xác được. Còn vậy thì cái này thì cứ mình tùy theo mình khả năng có thể thực hành được cái gì thì thực hành. Hành thiền mà cảm thấy không an thì thôi, không sao, nghe giảng Phật pháp, giữ năm giới, lễ Phật tụng kinh, có rất nhiều pháp môn để thực hành. Nên là tùy theo khả năng của mình thực hành được pháp nào thì thực hành pháp ấy.
Dạ, con xin đọc câu hỏi của Phật tử. Con từng nghe rằng nơi nào có tăng đoàn lục hòa thì thiên tai hoạn nạn giảm bớt. Ở đất nước Miến Điện, người dân mến mộ Phật Pháp và có nhiều vị cao tăng đức độ. Nhưng tại sao nơi đó vẫn xảy ra liên miên nội chiến và loạn lạc ạ? Có những cái nghiệp mà nó đã nó là cái quả dị thục của nghiệp, nó chín mùi, mà cái nghiệp đấy có thể đã gieo từ rất nhiều kiếp, rất nhiều cái đại kiếp về trước rồi. Như bản thân Đức Phật đó, ngài khi ngài còn thành ngài đã thành Phật rồi mà ngài còn hiện diện ở thế gian, mà dòng tộc Thích Ca vẫn còn bị gặp một cái nạn, vẫn còn gặp một cái nạn, đó là cái vị mà vua Niu Ni đó, kéo cả một đội quân đến tàn sát cái dòng tộc của mình, mà Đức Phật ngăn cản tới 3 lần, lần thứ 3 lần ngăn cản được, đến lần thứ 4 ngài không ngăn cản nữa. Ngài biết này, cái nghiệp là như vậy, nghiệp của quá khứ đến bây giờ trổ rồi, không thể ngăn cản được. Đấy, ngay cả khi Đức Phật còn ở đời mà dòng tộc của Đức Phật cũng còn gặp những cái tai ương, những nạn ách, những chiến tranh, những sự tàn sát đổ máu như thế, thì làm sao mà ở trên đời tránh được. Tránh được là khi mà có Tam Bảo, có Phật Pháp Tăng, có giáo pháp lưu truyền ở trên cuộc đời, thì sẽ là cái ruộng phước điền tối thượng để cho mọi người tạo được những cái phước lành, gặp những cái phước lành, những cái an vui ở tương lai. Còn cái quả dị thục của nghiệp, những cái nghiệp nó đã đến lúc chín mùi do mình đã tạo từ rất nhiều đời kiếp quá khứ, đến bây giờ nó trổ không thể tránh được. Vậy nên là mọi thứ ở trên cuộc đời, nghiệp là những cái mà mình không thể nào bàn luận một chiều như vậy được, và nó có thể trổ quả bất cứ lúc nào. Và cái chuyện đó là cái lẽ thường tình ở đời, chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai, nạn đói, nó có thể diễn ra bất cứ lúc nào, và mình sinh ra ở cái thời nào, mà mình có cộng nghiệp với những cái nghiệp ấy thì mình sẽ bị cuốn vào những cái nạn tai ấy. Còn nếu như mà mình không tạo những cái nghiệp ấy thì mình sẽ tránh được. Con xin đọc câu hỏi của hành hạ Huê Trần. Dạ thưa sư, cho con hỏi về câu sanh trong 4 quái ác, gặp phải 3 nạn tai, 8 trường hợp bất lợi, 5 kẻ thù phá hoại, 4 rủi ro bất hạnh, 5 mất mát kiếp người. Con xin kính xin sư giải thích để con hiểu rõ hơn ạ. Sinh trong 4 cõi ác, địa ngục, ác quỷ, súc sinh, Atuna, sinh gặp 3 nạn tai là chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai, nạn đói, 8 trường hợp bất lợi. 8 trường hợp bất lợi thì nó hơi dài. Một cái người sinh trước Phật, sinh sau Phật, sinh vào cái nơi biên địa, sinh vào gia đình tà kiến, là sinh ở cái cõi vô sắc, sinh ở cõi vô tưởng, thì đấy là những trường hợp bất lợi. Là mình sinh ra vào những cái nơi ấy thì không tạo được những cái ba la mật, không tạo được cái phước lành nhiều. Gặp 8 trường hợp bất lợi, 5 kẻ thù phá hoại. Kẻ thù là chính là những thiên tai, nạn nước, nạn lửa, đấy là kẻ thù phá hoại. Cướp bóc là kẻ thù phá hoại. Con cái mà nó bất hiếu là kẻ thù phá hoại. Nạn nước và cái nạn về những người quyền thế, sinh vào cái thời mà có những cái vị vua bất minh, tức là người ta làm những cái chèn ép, hành hạ dân thường, thì đấy là 5 kẻ thù phá hoại. 4 rủi ro. Rủi ro ở đây là mình gặp những cái điều không không được tốt lành, nó sinh vào những cõi ác, đấy là rủi ro. Sinh ra mà bị tật nguyền, mù điếc ngọng câm, đấy là một cái rủi ro ở trên đời. Đấy, rủi ro nữa là mình không có tin nhân quả. Một cái người không mình rơi vào biên kiến hay là tà kiến, những cái chết rồi là hết, hoặc là chết rồi là có một cái cõi vĩnh hằng, tin theo một cái tà đạo nào đấy, đấy cũng là một cái rủi ro bất hạnh. Nên là mình không chịu làm phước, dù mình được gặp đạo nhưng mà mình không chịu học, không hành theo, đấy cũng là một rủi ro bất hạnh.
năm mất mát kiếp người, đó là mất mát về về sức khỏe, ví dụ mình bị tàn tật hay là mình bị gặp một cái tai nạn nào đấy, đấy là một cái mất mát sức về tài sản là hai, mất mát về người thân là có người chết, nhà mình mất qua đời một người nào đấy là một khổ đau, mất mát về giới, một lúc nào đó mình phá giới không giữ giới thì đấy là mất mát về chi kiến, một lúc nào đó mình tin theo một cái tà pháp, tà đạo, tà giáo nào đấy thì đấy là một sự mất mát về trí tuệ, về chi kiến, đấy là năm loại mất mát kiếp người. Hết. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thủy Nguyên. Con chưa hình dung được thế nào là bất khổ, bất lạc thọ. Xin sư cho con một ví dụ cụ thể về một cảm thọ được xem là bất khổ, bất lạc thọ ạ. Ví dụ bây giờ mình đi đường, mình nhìn thấy một cục đá. Mình có thích, mình có vui hay là có buồn với nó không? Nó chẳng làm gì mình chẳng làm gì nó. Nhìn thấy một cái lá khô nó nằm bên đường ấy. Mình cũng không hỉ, không yêu với nó. Thì đấy chính là bất khổ, bất lạc. Bất khổ, bất lạc là cái trạng thái không vui, không buồn. Khi mình gặp một cái người đi đường ấy, người ta chẳng đụng đến mình chẳng đụng người ta. Gặp một cái người mình cũng chẳng có yêu, mình cũng chẳng ghét. Thì đấy là bất khổ, bất lạc, không vui, không buồn. Và cái trạng thái này nó diễn ra thường xuyên hàng ngày, liên tục suốt ngày, lúc nào chẳng có. Tự mình chưa hiểu ra thôi, thì bây giờ mình sẽ tự hiểu ra được bằng cái cách đấy. Cái gì mà mình không yêu quý, không có ghét, không chán ghét, thì cái đấy là mình đang giữ cái tâm thản nhiên với nó, thì đấy là bất khổ bất lạc. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Sita. Dạ, con thưa sư, con xin sư tóm tắt cách thực hành thiền tứ đại ạ. Thiền tứ đại đầu tiên là thực hành về cành một cái thôi. Nó là cái tính phòng xẹp của gió. Nhưng mà khi cái hơi thở đi vào, nó đi ra thì cái bụng của mình nó phồng lên xẹp xuống. Và đó là cái tính đẩy của gió. Thì mình không nên niệm phòng xẹp, mình niệm là đẩy, 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 đẩy. Để ý vào cái phòng xẹp ở bụng đấy, cứ niệm đẩy, 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 đẩy. Cho đến khi nào mình cảm nhận hay là an trú được trên cái tính đẩy đấy. Chỉ thấy mỗi tính đẩy thôi, không thấy cái bụng đâu cả. Và mình toàn tâm toàn ý duy trì nó liên tục 1, 2, 3 tiếng thì mình sẽ đạt được đến cái định tĩnh ở đấy. Thì đấy nó mới xong được một cái. Hoặc là cũng cái cách đấy mình có thể thực hành theo cách thứ hai. Đó là khi hơi thở vào ra nó có một cái lực đẩy đẩy, nó có rung rung ở trên đỉnh đầu này. Thì đấy nó, và mình để tâm lên cái đỉnh đầu đấy. Mình cảm nhận cái tính đẩy đẩy ở trên đấy. Cái sự rung rung đấy, và mình cảm nhận được cái tính đẩy, và mình cũng niệm là đẩy 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 đẩy. Cho đến khi nào mình an trú hoàn toàn trên tính đẩy đấy, rồi nan nó ra khắp toàn thân. Hãy tập được như vậy đi, rồi hãng tập đến cái khác. Có 12 cái đặc tính, đất có 6, nước có 2, lửa 2, gió 2. Thì cứ tập khi nào làm được cái đấy đã thì hãng tập đến cái khác. Chứ giờ học nhiều quá nó khó ghi nhớ, mà không có thời gian để nói hết cả 12 cái này. Nói hết 12 đặc tính đấy rất là lâu, phải mất cả 30 phút mới nói hết. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Minh. Chúng ta nên làm gì nếu có người nói xấu hoặc chỉ trích mình sai sự thật ạ? Có nên chỉ trích lại những người đã chỉ trích mình, hay tốt hơn là giữ im lặng như các bậc thánh ạ? Nên giữ im lặng như các bậc thánh, thì đấy mới là cao thượng. Và người ta chỉ trích mình thì cũng đừng có nghĩ là người ta chỉ trích gì cả. Giống như con chim ấy, đôi khi mình đi qua nó chửi mình ấy. Con chó ấy, nó gâu gâu, nó sủa mình ấy. Mình chả lẽ đi sủa lại nó hay sao? Cho nên là không cần chỉ trích lại làm gì. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thu Thủy. Kính bạch sư, con có được phép thọ bát quan trai giới ở nhà không ạ? Nếu được thì con phải làm thế nào cho hợp đạo ạ? Được phép, mình có thể ngồi trước ban thờ Phật rồi sám hối những tội lỗi về thân khẩu ý đã tạo, rồi sau đó con xin quy Phật, quy Pháp, quy Tăng 3 lần. Xong rồi tự mình phát nguyện, con xin nguyện một ngày một đêm nay thọ trì giới 8 giới đấy. Từ giới thứ nhất đến giới thứ 8 mình đọc ra. Và mình sẽ giữ gìn y như vậy trong một ngày một đêm. Vậy là được, vậy là thành tựu.
Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Samana. Thiền duyệt là gì và thế nào là thiền duyệt vi thực ạ? Đây không phải là thiền diệt khác. Thiền diệt, diệt ở đây có nghĩa là tịch, là cái thiền mà vào diệt thọ tưởng định, cái trạng thái thiền đấy thì khác. Còn ý muốn nói là thiền duyệt vi thực, ý muốn nói rằng là một cái người mà vào cái trạng thái thiền và giống như là một cái thức ăn. Ý muốn nói là các vị ở cái cõi chư thiên, rồi mỗi khi mà các vị mệt mỏi, các vị trú vào tầng thiền, rồi các vị không cần ăn uống gì cả, các vị sống bằng cái sự hỷ lạc do ý sinh, bằng cái sự hỷ lạc của tầng thiền. Thì đấy là thiền duyệt, ý muốn nói là trong cái gọi là hiện tại lạc trú. Và đấy là cõi người. Còn các vị mà do trú ở tầng thiền đấy, người ta sinh về cõi phạm thiên, đời sống ở cõi phạm thiên ấy, người ta chỉ trú ở trong tầng thiền đấy và người ta duy trì cái tuổi thọ rất là lâu dài, nhiều thành nhiều hoại kiếp, mà người ta cứ sống bằng cái thiền đấy, mệt mỏi người ta chỉ nhập thiền một lúc là nó sẽ tỉnh táo lại và người ta sống bằng cái thiền đấy. Ý muốn nói là như vậy. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Võ Thị Tường Vi. Việc mua quà và đồ ăn cho cha mẹ, thầy và những người có ơn với mình có phải là bố thí không ạ? Mua quà, cái đấy tùy theo mình, hiểu theo ý nghĩa nào cũng được. Và cái đấy, cái từ bố thí là chung chung hết. Khi mình ban một cái gì đó cho ai thì cái đấy là đều là thí hết. Kể cả khi mình cúng dường lên Đức Phật cũng gọi là bố thí, khi mà cúng dường Tam Bảo Phật Pháp Tăng mình cũng gọi là bố thí, nhưng mà gọi bằng từ cúng dường thì trân trọng hơn. Đối với những cái bậc ân đức lớn mà theo cái văn hóa của Việt Nam dùng cái từ bố thí, ý muốn nói là coi như nó một cái gì đó là ban cho những người thấp kém, hay là dùng cái từ cúng dường muốn nói là dâng đến những cái bậc có ân đức lớn hơn. Cúng dường cha mẹ cũng được, mà gọi là bố thí, gọi là tặng cũng được, dùng cái từ nào cũng được, nhưng là như nhau. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh Bạch. Trong tiểu bộ kinh chương Con đường đến bờ bên kia, thanh niên Ubasipa đã hỏi Thế Tôn về phép để qua bờ bên kia. Thế Tôn dạy: ngày đêm ông nhận thấy đoạn dục ly nghi ngờ ái diệt là liết bàn. Tuy nhiên trong tương ưng nhân duyên chương đại phẩm thứ 7, một số tôn giả là đệ tử của Thế Tôn lại nói do hữu duyên là liết bàn, vậy ái diệt là liết bàn và do hữu diệt là liết bàn. Ở đây có sự khác nhau như thế nào ạ? Trong 12 cái chi ấy, nó mình buông được một là buông được hết, và có rất nhiều cái cách nói vô minh diệt là niết bàn, hành diệt là niết bàn, danh sắc diệt là niết bàn, thức diệt là niết bàn, sáu xứ diệt là niết bàn, xúc diệt là niết bàn, thọ ái thủ hữu sanh diệt, tất cả những cái đấy, cái gì nó diệt cũng là niết bàn hết. Bởi vì một cái diệt là tất cả những cái khác nó đều diệt hết, cho nên là nói cách nào cũng được, có rất nhiều cách để nói về niết bàn. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Outline. Khi thực hành thiền niệm hơi thở, con thường tưởng tượng về chuyện chưa xảy ra trong tương lai, nhớ chuyện đã xảy ra trong quá khứ, hoặc dự tính việc sẽ làm trong hôm nay. Suy nghĩ nào trong số này là phóng dật ạ? Đọc lại. Dạ. Khi thực hành thiền niệm hơi thở, con thường tưởng tượng về chuyện chưa xảy ra trong tương lai, nhớ chuyện đã xảy ra trong quá khứ, hoặc dự tính việc sẽ làm trong hôm nay. Suy nghĩ nào trong số này là phóng dật ạ? Đều là phóng dật hết. Việc nghĩ về quá khứ cũng phóng dật, nghĩ về tương lai cũng là phóng dật. Thì quá khứ không truy tìm, hôm nay không ước vọng là vậy. Nên nó có những cái suy nghĩ nó chỉ một chút xíu nan man thôi. Mới tập thiền nó cũng không thể nào mà hết tuyệt đối được. Cho nên nó có một vài cái vọng tưởng cũng chẳng sao cả. Và cố gắng là đừng để cho những suy nghĩ đó nó quá nhiều. Rồi mình phải giữ được cái chánh niệm, tức là đừng để thất niệm.
luôn luôn giữ được cái pháp, cái đề mục thiền ấy, luôn luôn an trú ở trong tâm mình. Thỉnh thoảng nó sao nãng một lúc mình lại nhận ra, lại buông nó đi rồi lại quay trở về. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Thủy. Con là giáo viên mầm non. Khi con ngồi thiền giải tâm từ, con hay giải tâm từ đến các bé và khi ấy tâm con rất hoan hỷ. Như thế có phải là tâm luyến ái không ạ? Con có nên tiếp tục hành thiền như vậy không ạ? Nếu những cái bé đó đôi khi mình cũng rất là thương ái thì nó cũng có nhiều. Nhưng mà giải cũng được, vẫn có thể giải được, nhưng vẫn nên mở rộng thêm nữa. Và thiền tâm từ thì hãy giải nhiều đến những cái người mà có oan trái với mình mới là chính. Còn những cái người mà mình đã có thiện cảm, đã có tình cảm, đã có tình thương quá là sâu rồi thì mình chỉ cần lướt qua một thoáng, một chút xíu là đủ, không cần phải nhiều. Còn chủ yếu đại đa số pháp thiền tâm từ là để đối trị với sân hận, với những người nào mà làm cho mình lo lắng, sợ hãi, bất an, sân hận tức tối, hay là những kẻ thù của mình, thì mình phải giải tâm từ đến những người ấy rất nhiều. Còn những người thương thì không đáng kể. Con xin đọc câu hỏi của Phật tử trên Zoom. Khi con tụng kinh, lễ Phật, trong đầu con đã xuất hiện những suy nghĩ và lời nói xúc phạm đến Phật Pháp. Có cả lời nói tục tĩu mà con không cố tình, nhưng chúng cứ tự xuất hiện. Con cố gắng kìm chế nhưng vẫn bị, khiến con rất mệt mỏi. Tại sao lại như vậy? Và con có bị phạm tội bất kính không ạ? Làm sao để hết tình trạng này ạ? Đấy là một cái ma chướng, đấy là một cái chướng ngại của mình. Vậy khi mà mình tụng, mình đừng có chú tâm quá. Lúc ấy mình để nơ cái tâm đi một tí. Đôi khi cái tâm thành kính của mình nó cao quá, rồi nó lại có một cái chướng ngại nó đang chống phá, làm cho mình thuế thất, không có tiến bộ được trên cái con đường hành đạo ấy. Cho nên là bị thế. Chỉ cần đấy thôi. Chỉ cần lần sau mình đừng có khởi lên cái tâm nó quá tha thiết, quá thành kính, quá chăm chú. Với một cái tâm xả thường thường ấy, thì nó sẽ không bị như vậy nữa. Vì mình không cố ý. Nhưng mà mình vẫn phải tỉnh để mình nhận ra và cố gắng gạt nó đi. Thì không có lỗi. Còn nếu như mà mình mà không tỉnh, mình bị mê, mình cứ bị chìm đắm trong đấy thì cũng rất là nguy hiểm. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Thủy. Khi hành thiền niệm hơi thở, con có được tác ý rằng vào sâu ra chậm không ạ? Không nên hành thiền niệm hơi thở ít, rất ít hướng về khái niệm. Nếu khi nào chưa quen thì mình có thể hướng vào khái niệm như đếm con số, vào ra đếm 1, đếm 2. Và thỉnh thoảng mình có thể niệm vào ra một lúc, một vài phút đầu thôi. Sau đó phải buông cái khái niệm ấy ra rồi, và để nhận biết cái tính tự nhiên của hơi thở đi vào đi ra, không nương vào khái niệm thì mới phát triển được định. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Hạnh. Khi nghe giảng pháp hoặc khi tắc bạch lên vị giảng sư thì có được nhìn vào vị giảng sư không ạ? Không được nhìn chằm chằm, nhìn thoáng qua một cái thì được. Chứ không nên nhìn chằm chằm, nhìn vậy không tốt. Nó sẽ sinh ra cái mất tự nhiên. Dạ, con thưa sư, các câu hỏi còn lại con xin dời lại buổi sau ạ. Người hồi hướng. Idam me punyam asavakkhajam vaham hotu. Idam me punyam nibbanasa Chazo O Tu Mama Punya Param Sambasatanam Pachemi Tesabe Medamam Punya Param Napandu Sadu Sadu Sadu, sadu.